nhẫn tâm cùng nhân tình lên kế hoạch sát hại chồng. Cái giá phải trả cho người đàn bà ngoại tình. Năm giờ sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020, một người dân đi làm đường qua khe Pát Nát, thôn Bản Làng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, phát hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Gần chiếc xe máy bị ngã bên khe suối, có một thanh niên bị thương, mũ bảo hiểm, đôi dép rơi cạnh đó. Danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Lý Văn Tê, sinh năm 1981, dân tộc Tày, ngụ thôn Bản Làng. Phát hiện anh Tê còn thở, người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sự việc được trình báo đến công an xã Vô Ngại theo thủ tục thông thường vì mọi người đều cho rằng đó là vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi lực lượng công an xã kiểm tra hiện trường cũng như thương tích của nạn nhân thì nhận định đây không phải là do tai nạn giao thông. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo đến ban giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Tê có nhiều thương tích ở vùng đầu, răng bị gãy. Sau một ngày cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi. Kết quả pháp y xác định nạn nhân có vỡ xương rất phức tạp, không giống hình ảnh khi bị tai nạn. Hiện trường cũng không phải một vụ tai nạn giao thông, bởi gần nơi chiếc xe máy ngã có vương vãi nhiều vết máu, bụi cỏ gần đó mới bị dập nát. Còn một đoạn nhang muỗi đốt dở, có thể là nơi đối tượng nấp chờ nạn nhân đi qua để gây án. Tại nơi chiếc xe máy ngã, do gần khe suối nên nền đất yếu, cây cối nhỏ, nạn nhân không thể bị thương tích nặng như vậy. Phía trước xe máy, đôi dép và mũ bảo hiểm của nạn nhân nằm ngay ngắn, có dấu hiệu được sắp đặt. Chỉ có việc xác định hung khí gây án là gặp khó khăn. Tuy nhiên, qua phân tích chụp X-quang vết thương của nạn nhân, cơ quan điều tra xác định hung khí là khúc gậy có góc cạnh. Ngoài việc làm rõ tính chất của vụ án, hóa giải dư luận về việc đây chỉ là vụ tai nạn giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh còn đưa ra đặc điểm của hung thủ dựa trên cơ sở phân tích những dấu vết tại hiện trường. Hung thủ chắc chắn biết rất rõ về nạn nhân, có thể là người quen hoặc thậm chí người thân trong gia đình. Vị trí nấp chờ được chọn rất kỹ lưỡng. Từ phân tích thương tích trên cơ thể của nạn nhân, điều tra viên cho rằng hung thủ phải cao hơn 1m6, thuận tay phải. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để tập trung lực lượng, nhanh chóng khám phá, công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập chuyên án, gấp rút tiến hành các biện pháp điều tra, phá án. Chia thành các mũi trinh sát, một tổ công tác tiến hành ghi lời khai của những người nhà trong gia đình nạn nhân, một tổ tiến hành rà soát dựng mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân, còn một tổ khác thì rà soát những đối tượng nổi, nghiện, có tiền án tiền sự trên địa bàn. Bên cạnh đó, các giả thiết của ban chuyên án được triển khai song song. Tất cả những người vắng mặt đột xuất hay có biểu hiện bất thường trong khoảng 35 nóc nhà của thôn Bản Làng, chủ yếu là đồng bào người Tày, đều được rà soát một cách thận trọng. Đây là xã miền núi, dân cư thưa thớt. Hầu hết người dân ở đây đều có bản tính thật thà, nên cũng không gây ra nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai. Về nạn nhân, anh là người giàu có nhất vùng, sắm cả ô tô. Thời điểm anh Tê bị tấn công, trong túi quần còn hơn 40 triệu đồng, nhưng không bị lấy đi. Do đó, cơ quan điều tra xác định đây là vụ sát hại nạn nhân do mâu thuẫn. Anh Tê là người hiền lành, sống khép kín, ít giao lưu trong thôn xóm, không vay mượn, nợ nần, không có mâu thuẫn ngoài xã hội. Chỉ cách đó 2 năm, anh Tê có mâu thuẫn về đất rừng với một người trong thôn. Nhưng vụ việc đã được giải quyết, người từng mâu thuẫn với anh lại có chứng cứ ngoại phạm. Tìm hiểu mối quan hệ tình cảm của nạn nhân, được biết anh Tê chỉ có 2 anh em, nhà gần nhau, không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về quan hệ vợ chồng của nạn nhân, cơ quan điều tra chú ý tới một manh mối nhỏ, đó là con của anh Tê có nói. Cách đây gần 1 tháng, bố cháu đã đập điện thoại của mẹ cháu rồi. Chính câu nói của người con đã dẫn các điều tra viên tới hướng đi mới trong quá trình điều tra vụ án. Qua tìm hiểu, cơ quan điều tra nắm được thông tin vợ chồng anh Tê có con chung, nhưng đó là con nuôi bởi anh này bị vô sinh. Bản thân anh Tê dù làm ra tiền, kinh tế khá giả nhưng không hề bù bịch bên ngoài. Tuy nhiên, vợ anh là Tô Thị Xin, sinh năm 1984, dân tộc Tày, lại có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Việc làm ăn, sinh hoạt có nhiều điểm phức tạp.
Trong lúc chồng đi làm nương, Thị thường xuyên hẹn hò và mây mưa với những người đàn ông, dù đó chỉ là người mà Thị gặp vài ba lần. Khi anh Trung hấp hối, Xin vẫn bình thản, không tỏ ra đau buồn. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người đàn ông quan hệ ngoài luồng với Xin, biểu hiện nghi vấn khi cùng biến mất khỏi địa phương sau khi vụ án xảy ra. Trong số đó, nổi lên Đặng Văn Thủ, sinh năm 1991, người dân tộc Sán Chỉ, ngụ thôn Nậm Tút, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Các thanh niên này chưa có tiền án tiền sự nhưng ăn chơi lêu lổng. Một nhân chứng nhìn thấy người đàn ông giống Thủ xuất hiện tại hiện trường vụ án vài ngày trước khi xảy ra vụ việc. Khi anh Tê được đưa đến trạm y tế Tiên Yên, cách hiện trường khoảng 50 km để sơ cứu, Thủ xuất hiện ở khu vực này mặc dù giữa hắn và anh Tê không hề quen biết nhau. Hệ thống các thông tin, tài liệu, cơ quan điều tra xác định nhiều khả năng Thủ là thủ phạm, nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông. Xin có thể đã tiếp tay cho nhân tình phạm tội. Để bắt được Thủ, trinh sát mất rất nhiều công sức bởi y sinh ra và lớn lên ở vùng rừng, khi trốn cũng ẩn náu trong rừng. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2020, huy động 100 cảnh sát cơ động vây bắt từ vùng rừng núi thuộc huyện Đông Triều đến mọi ngả đường Thủ có thể trốn sang Trung Quốc. Lực lượng công an mới bắt được hắn khi đang ẩn nấp ở cánh rừng gần nhà Xin. Hai hôm sau, Xin cũng bị bắt khẩn cấp. Quá trình đấu tranh, Xin đổ hết tội cho Thủ. Gã nhân tình trẻ cũng vạch trần thủ đoạn của người đàn bà tàn độc. Thủ còn giao nộp cho cơ quan công an những bản ghi âm việc cùng Xin bàn bạc cách sát hại anh Tê. Lý giải việc Thủ chủ động ghi âm cuộc nói chuyện, y khai vì quá yêu Xin nên ghi âm lại để thỉnh thoảng mở ra nghe giọng người tình cho đỡ nhớ. Hắn không ngờ có ngày những đoạn ghi âm đó lại là bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác tày trời của mình và người tình. Đặng Văn Thủ khai quen biết với Tô Thị Xin qua mạng xã hội. Xin đem lòng yêu say đắm Thủ và đã bỏ các người tình trước đây để lao vào vòng tay của gã trai trẻ kém mình 7 tuổi. Ban ngày, Xin lấy cớ đi chợ để hẹn hò với Thủ. Tôi đến, chị ta cho chồng uống thuốc ngủ, đợi anh Tê ngủ say, rồi trốn vào rừng để mây mưa với người tình. Anh Tê lờ mờ nhận ra vợ có người tình ở ngoài nhưng không có bằng chứng. Người đàn ông yêu vợ đau khổ đi tìm mua loại thuốc dạng bùa về cho vợ uống với mục đích để vợ quên người tình. Theo lời khai của Xin thì thuốc này dạng lá. Sau khi uống xong, Xin tâm sự với Thủ, cả hai đều lo lắng thuốc có tác dụng thật. Sợ Xin quên mất người yêu, để ngăn chặn điều này, cả hai đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch sát hại anh Tê để được chung sống cùng nhau. Theo lời khai của Xin, chị ta 4 lần đưa tiền cho Thủ đi mua thuốc độc để đầu độc chồng. Thủ lên mạng tìm mua thuốc độc đưa cho Xin, nhưng sau đó phát hiện thuốc giả, chúng luộc con cóc để chế thuốc độc. Người đàn bà nhiều lần định hạ độc vào lon nước bỏ húc để cho chồng uống nhưng vẫn chưa dám. Chị ta chỉ lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, thức ăn của chồng. Sau khi anh Tê ngấm thuốc ngủ say, chị ta lẻn ra khỏi nhà, chạy vào rừng để gặp tình trẻ. Mây mưa xong, chị ta trở về mà anh Tê vẫn không hay biết. Sốt ruột muốn chung sống với người tình, Đặng Văn Thủ bàn với Xin lên kế hoạch sát hại anh Tê bằng cách khác. Thủ đã rình ở nhà anh Tê, trời đêm tối anh ra ngoài đi vệ sinh để ra tay. Nhưng may mắn đêm đó, anh không ra ngoài nên thoát nạn. Nóng lòng muốn chung sống cùng nhau, cả hai bàn bạc kế hoạch sát hại anh Tê ở ngoài một cách kỹ lưỡng, Xin cung cấp quy luật sinh hoạt của chồng cho người tình. Đêm ngày 9 tháng 7 năm 2020, Thủ cắt rừng đi bộ khoảng 20 km đến phục kích tại suối Bát Nát, chờ anh Tê đi làm rẫy qua đó để tấn công. Sáng sớm ngày 10 tháng 7 năm 2020, khi anh Tê tới gần bờ suối, Thủ rình sẵn trong bụi cây, lao ra, dùng gậy gỗ sát hại cho đến khi nạn nhân gục xuống. Theo lời khai của Đặng Văn Thủ, hắn là người dân tộc Sán Chỉ, học hết lớp 9 thì ở nhà làm ruộng, nhưng chủ yếu là đi lang thang. Tháng 5 năm 2020, Thủ quen Xin, sau một vài lần nói chuyện, hắn đã bị người phụ nữ dân tộc Tày hơn mình 7 tuổi lôi cuốn. Lâu dần, những câu tình cảm ướt át trên mạng không thỏa mãn nỗi nhớ mong của cả hai. Họ hẹn gặp mặt và nảy sinh tình yêu. Tình yêu vụng trộm, nhanh chóng bén rễ và cả hai lao vào nhau như con thiêu thần, khiến Thủ lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ bị chồng Xin phát hiện. Nhưng vì yêu và muốn sống với người tình mà Thủ đã bất chấp tất cả, lên kế hoạch cho một âm mưu tội ác. Thái độ của phi công Đặng Văn Thủ tại cơ quan điều tra, hắn vẫn mang vẻ mặt si mê khi nhắc tới người tình hơn mình 7 tuổi. Dù đã 5 ngày trôi qua kể từ khi bị bắt,
hắn vẫn chưa dứt ra được tình yêu mù quáng, ánh mắt vẫn còn ngây dại và nhớ nhung khi nhắc tới người tình. Khi điều tra viên đặt câu hỏi lý do vì sao lại nhẫn tâm ra tay sát hại nạn nhân, Đặng Văn Thủ trả lời gọn lọn: vì em và vợ anh Tê rất yêu nhau nên đã nảy ra ý định sát hại anh Tê. Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, em chỉ nghĩ được ở bên chị ấy và chị ấy cũng nói chỉ cần được ở bên em. Cho tới lúc này, Thủ vẫn một mực cho rằng mình sát hại nạn nhân là vì tình yêu và mong muốn được ở bên người mình yêu. Hòn xin tại cơ quan điều tra, xin luôn tìm cách né tránh trách nhiệm trong vụ án, cho rằng do không được học hành đến nơi đến chốn, tìm cách chối bỏ tội lỗi của mình. Xin cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Tê là tội của Thủ. Còn khi nhắc tới chồng, người phụ nữ này vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không tỏ ra ân hận hay xót thương người chồng bị sát hại một cách oan nghiệt. Đánh giá hành vi của Xin và Thủ là vô cùng độc ác, mất hết nhân tính. Tuy nhiên, xét tới yếu tố do cả hai bị cáo đều là người dân tộc, nhận thức về pháp luật còn hạn chế, bản thân Thủ đã bồi thường cho gia đình nạn nhân, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt hai bị cáo Xin và Thủ cùng mức án tù chung thân. Bản án được đánh giá là nghiêm khắc, đủ sức răn đe. Chắc chắn, những tháng ngày sau cuối, ở phía sau song sắt, Xin và Thủ sẽ phải ăn năn cho những lỗi lầm của mình, bởi thứ đáng sợ hơn đang chờ chúng không phải cuộc sống sau cánh cổng trại giam, mà chính là bản án lương tâm sẽ theo cả hai người, ám ảnh, dằn vặt suốt đời. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.